Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một chế độ mới của game, một chế độ rất là ảo, là đua tốc độ siêu năng. Thì ở chế độ này sẽ có hai người một đội, thì được chia làm hai hàng, hàng trước và hàng sau. Thì ai ở trước thì được chạy trước, hàng phía trước thì chạy trước. Đông vãi ra luôn, chọc đứa. Cái này là tàng hình chạy nhanh, mình siêu diễn hướng cũng khá ok, hơi thở thạo tí rồi. Đánh xe bự vãi ra luôn. Ở cái chiêu này thì đồng đội dùng của mình cũng được hưởng luôn. Vãi thiệt, chúng cho mình vô tường luôn. Bây giờ mình lụm đại không à, mình chưa thảo mấy cái này lắm, mình vừa chạy vừa nhớ thử cái chiêu đó là gì, mình lụm nó hơi rối. À bị vừa rồi, nó hơi rối lắm, mình chơi chưa quen lắm, chắc phải chơi thêm một lát nữa mới thạo được. Lướt lướt dịch chuyển nữa. Trời ơi, cái này nó nhiều lúc bóp ta, toàn vô lượng đường không à. Sự chuyển hướng khai ghê. Mình đang tính là không biết lượm cái nào cái lượng đường luôn. Để thì thua luôn. Chơi chưa quen hết, nhưng cái này cũng vui á. Đông thiệt luôn á. Vậy mấy bạn FBI nè, hãy yêu anh MBD tục. Làm mấy cọc rê tông cho xước. Mày nè, mày nè, mày nè. Mình có cái dịch chuyển rồi, cái dịch chuyển này sẽ kết hợp với cái bê á, để mình kiếm cái bê đi. Bê là cái nào ta, bê vãi ấy, bị giật. Sao mình lụm toàn cái cục này không ta, mình bị ghiền màu vàng hay sao á. Rối quá, chưa nhớ được mấy cái cục này. Ôi lại nữa kìa, tia chớp vàng.
mình nuôi ngáo ngáo vậy cũng được. Các bạn nói chứ cũng đang tập đua lụm toàn mấy cục vậy đâu không mà, trận này toàn lụm mấy cục vàng dịch chuyển không. Mới vô mình thích lụm cái bánh bự đây nè. Nó mình tích được nitro nhanh với lại mình không sợ bị tông. Đó, cái bay này nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái dịch chuyển nữa. Phối hợp với nhau. Này nè, đó. Lướt nữa nè. Phê bè nữa nè. Rồi bè lên lướt. Phê. Cái vậy sao lại em gẹp mấy thanh niên lại? Đừng nói là mình bỏ một vòng luôn rồi nha. Ghê vãi ra. Quen rồi, bắt đầu quen rồi đó. Đồ gặp Huy rồi. Huy MT. Rồi, đùa chứ, chắc chơi với cáo sao á. Hồi nãy gặp anh xuống là mày bán hành được anh rồi. Nhưng bây giờ anh biết chơi rồi. Bây giờ nó khác lắm. Cái đây nè, đó khó nào được tông lấy nitro nhanh nữa. Mình khiến các bạn lấy cái cục này trước sướng lắm. Cái cục này suốt lấy trước thì các bạn sẽ tích được nhiều nitro lắm. Tại lúc đầu mà lúc đua mình chưa có nitro mà lấy cái đó là không nào tông được mình nữa. Trận trước chúng ta chơi bê tốc biến rồi, giờ chúng ta sẽ chơi dịch chuyển trong màn đêm với tốc độ kinh hoàng. Đó bây giờ đó, các bạn tàng hình xong đẹp cái cổng đó là nó không thấy gì đâu, không thấy cái cổng của mình. Còn các bạn không tàng hình đâu là tụi nó sẽ thấy được cái cổng, tụi nó chung vô. Trận này chúng ta làm ninja trong màn đêm. Cái tàng hình bay thôi nhanh lắm các bạn, bao nhanh luôn, xài cái này chạy nhanh vãi ra luôn. Dịch chuyển này nè, đó trời ơi nó hay, đúng là biết chơi nó lại khác. Nó một đẳng cấp khác liền. Đẹp thế giới cá mập. Rồi. Cái map này ra nó báo ra map này mà đua tốc độ không thấy. Map này là để đua cái này hết ta? Rồi không biết đua luôn, không biết đường, không biết gì luôn. Lại là Hi nữa rồi. Hi MT. Hi MT. Các bạn có thể gọi anh ấy là Hi ML.
vãi vậy. Kệ sao mình lẫn cục cục dịch chuyển này làm gì chơi. Ê à. Mình tưởng cái thằng đó nó biết đường, nó đi cái mình đi theo nó, ai ngỡ lũi vô đậu xanh. Đây cứ mỗi lần không biết lụm gì là mình lại lụm cái cục dịch chuyển này là sao trời. Có cái gì thu hút mình không biết nữa. Ủa cái đường nào vậy, chết thiệt luôn á. Trời, thế nào cũng lụm cái này vậy sao tông. Về ấy gì nãy giờ tụi nó thả cổng mình lụm được ra, mình vô được nè. Ủa đau lên nhất luôn. Ngon. Chạy qua trái. Nhớ rồi. Quýnh liền. Vậy mấy đứa đó cũng không biết cái mắm này. Đua thiệt, đua sản thiệt luôn. Đẹp Hy nữa. Lại là bạn Hy mờ lơ. Cho ngập hành luôn. Hy mờ lơ sao chung đội với bạn nữ nào xinh thế nhờ. Kéo đi chô. Đệt. Nó làm nó chặn mình không kéo đi chô được. Tông đi, tông hổ. Tụi biết gì tông được. Trời, nào định tông mà vậy. Đơn. Siêu chữ hướng. Hãy chưa ao lấy đi. Trời, nó nhanh. Nhanh bằng anh không. Anh B này. Hả? Sao trận này thì đu ghét rồi ta. Kéo này cho nó xăng à. Bay nè đó. Lướt nè. Trời sướng lại. Ok thì clip của mình cũng đến đây thôi. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like cho mình nha. Và bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký để tiện theo dõi nhiều clip khác của mình nữa. Để khi nào up clip đó, thì các bạn có thể xem được luôn. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.